Thưa quý vị, trong báo cáo mới nhất, Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2023, nước ta tăng gần 835.000 người, quy mô dân số đạt trung bình 100,3 triệu người. Báo cáo cũng nhận định, năm 2023, chất lượng dân số được cải thiện, mức sinh giảm mạnh và cơ bản duy trì mức sinh thay thế từ năm 2005 trở lại đây. Tỷ lệ tử vong vẫn duy trì ở mức thấp, tuổi thọ trung bình tăng do những thành tựu phát triển của y học và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện. Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh là 112 bé trai trên 100 bé gái. Tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2023 là 73,7 tuổi, cao hơn 0,1 điểm so với năm 2022. Trong đó, nam là 71,1 tuổi và nữ là 76,5 tuổi, chênh lệch 5,5 tuổi. Lực lượng lao động từ 15 tuổi ở Việt Nam tiếp tục tăng. Năm 2023 là 52 triệu 400 ngàn người, tăng 666.500 người so với năm trước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 4.950.000 đồng một người một tháng, tăng 5,9% so với năm 2022.